Hoàng cứ để cách xa một đoạn được, không thì Vi không kịp đâu. Đằng nào em sẽ học lại quay video thôi, đầy đủ hơn. Về câu 9, bắt đầu em ghi từ câu 9 thế này. Tài liệu của em đâu? Ừ. Thế cho bạn ấy xem cùng ấy. Thầy em chưa có hả? Hôm trước thầy gửi bạn nào người hộ nhỉ? Người hộ Hoàng nhỉ? À, hôm trước em có đi học mà. Đâu. Thầy phát cho em rồi đấy, chỉ có một số bạn nghỉ thôi. Thành này, với ai nữa nhỉ? Vân Anh, đúng rồi. Với lại Kiệt nữa. Kiệt chưa có tờ đấy đúng không? Hưng đã gửi gửi rồi hả? Rồi. Câu 9. Cho hỗn hợp gồm magie và Fe vào dung dịch H2O4 đặc nóng. Đấy. Magie này, Fe này vào H2O4 đặc nóng. Đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và một phần rắn và phần Fe không tan. Dung dịch Y và Fe không tan. Chất tan có trong dung dịch Y là. Vậy thì Y chứa cái gì? Y chứa. Đấy. Cái này siêu siêu dễ thôi đúng không? Thầy đã dạy rất là nhiều lần rồi. Đến lượt bạn nào này nhỉ? Không không đến lượt đúng không? À thôi rồi, Lân, mà Lân nào. Em chọn đáp án A. Ừ, tốt lắm. Đấy, chữ Fe SO4 và Mg SO4. Thế ai đã chọn được đúng đáp án như này rồi, giơ tay nào. Rồi. Rất tốt. Ok, bây giờ Lân giải thích là vì sao nào. Đúng. Thực ra thì nó vẫn lên sắt 2, sắt vẫn lên sắt lên sắt 3 em ạ. Đấy, đầu tiên là sắt sẽ lên sắt 3 trước. Sau đó thì có Fe dư nó sẽ đẩy gì nhỉ? Nó sẽ khử sắt 3 xuống còn lại gì? Sắt 2. Vậy đích cuối cùng mới là sắt 2. Đấy mới là bản chất các em ạ. Thế dạy các em là cứ có Fe dư hay là đồng dư thì sắt sẽ là sắt mấy? Sắt 2 thầy dạy rồi đúng không? Đấy bản chất. Bản chất là như này. Bản chất là Fe cộng với lại H2 SO4 tất cả 3 lần. À, xin lỗi, Fe2 SO4 thôi. Đặt tê độ thì nó lên sắt 3. Tất nhiên là magie nó có phản ứng trước rồi. Thế nhưng mà sắt 3 nó lại bị sắt nó khử xuống, đây sắt 0 này, sắt 3. Xong rồi không nó sẽ đẩy sắt 3 xuống. Đấy, Fe, SO4. Cái này cân bằng một chút, cái này là 3, cái này là 6, 6, 2. Thế còn đây, cân bằng cái này thì các em biết rồi, đây là 3. Đấy, thế thôi. Và vẫn nhớ một câu đã dạy các em rất nhiều lần rồi. Đấy, nhớ là có Fe này, Cu này, dư này. Thì dù sắt tác dụng với chất gì, oxy hóa mạnh đến mấy, thì cuối cùng sắt vẫn là sắt mấy? Sắt 2. Đấy. Có sắt dư, có đồng dư thì sắt tác dụng với chất có tính oxy hóa mạnh như thế nào? Thì cuối cùng sắt vẫn là sắt 2. Thế là magie đương nhiên là magie dương 2 rồi. Vậy thì ta cho đáp án 2 này là đúng. Em nhớ những bạn nào mà thầy gọi bất kỳ thì được cộng 1 nếu làm trả lời được. Thế còn bạn nào mà xung phong trả lời được thì cộng 2. Nhưng mà này tuần tới tính tiền thưởng có khi là thầy dành cho 50% là dành cho cái kết quả các cái bài kiểm tra hoặc là đề này phát. Thế còn cái phần trả lời câu hỏi hay là bài tập là chỉ chiếm 50% thôi, chứ không không chỉ có cộng điểm như bình thường nữa.
Tức là ngoài làm bài tập ra thì chú trọng đến cái điểm số đấy. Bây giờ chúng ta đến với phần số số 10. Câu 10 cũng là câu rất là hay. Cũng đã vận dụng luôn cái câu 9 này thôi. Câu 10. Câu 9 này các em ghi xong chưa? Trang ghi xong chưa? Vở ghi của Diệu Linh đâu? Em xong chưa? Hiếu ghi xong chưa? Cái câu số 10 ai làm được ra rồi? Giơ tay xem. À, Thu, Diệp, tốt, Dương nữa. Thế còn bây giờ những bạn là chưa kịp làm thì bây giờ các em đọc đề đi. À, 6,72. 6,72 gram Fe tác dụng với 0,3 mol H2R4 đặc là tê độ đấy, sao phải đứng hoàn toàn thu được đấy, thu được cái gì? Đấy, thu được là muối gì và với số mol là bao nhiêu ấy, đấy, thu được muối gì gì bao nhiêu mol. Tất nhiên là đặc đun nóng thì chắc chắn là sản phẩm sẽ là SO2 rồi, không có gì phải nói cả. Bạn đến bạn Minh nào, Minh làm thầy bài này nào. Số mol sắt là bao nhiêu? 0,12. Đấy, các em cũng thế, ở dưới cầm tính thầy mol của sắt bằng 0,12 đã. Tốt lắm. Các em lấy xong chưa? Rồi tiếp tục em làm gì nữa? Về nói về mặt nguyên tắc làm ấy, em bị làm như thế nào? Rồi nghe, cụ thể. Nếu huỳnh từ chương 6 đến chương 4, rồi tiếp tục. Từ 0 cộng 2 gì nữa? Em từ 0 đến cộng 3 nữa, tức là mình giả sử có cả gì nhỉ? Có cả hai muối, đúng rồi. Đấy. Thế nhưng mà lý do vì sao em lại giả sử có cả hai muối được? Về mặt nguyên tắc thì sắt tác dụng với H4 đặc phải lên sắt 3, đấy, chứ không phải lên sắt 2. Vậy tại sao sắt 2? Em có hiểu không? Ai biết được vì sao có thể ra thai? Có giống này không? Dẹp nào. Vì Fe dư nó có thể chuyển từ sắt 3 xuống trở lại gì nhỉ? Sắt 2. Thế nếu như mà Fe nó hết thì nó chỉ có sắt gì thôi? Sắt 3 đúng không? Vậy là mình cứ giả sử có tổng quát là cả gì nhỉ? Cả sắt 2, cả sắt 3. Sau đó mình tính thử. Nếu như mà sắt dương 2 nó ra 0 thì tức là không có sắt dương 2. Đấy, tính cả tổng quát nha.
vì FE có thể dư. Đấy, và FE dương 3 nó bị đẩy xuống thành sắt dương 2. Đấy. Sắt dương 2. Vì vậy mà có thể suy ra là sau phản ứng có thể có sắt 2 cộng và sắt 3 cộng. Hầu hết nó sẽ rơi vào trường hợp này các em ạ. Thầy nói trước là hầu hết sẽ rơi vào trường hợp này. Mình cứ giả sử sắt tác dụng với trường hợp này, sắt 3 cộng, 2 cộng, thực chất là nó hầu hết sẽ rơi vào trường hợp này. Mình cứ giải thử đi, sẽ đúng như thế. Các em đặt tỷ lệ mấy mol? X, đây là gì nhỉ? Y, đấy. Bảo toàn E các em ạ. Sắt mà lên sắt dương 2 thì mấy cho đổi? 2. Vậy số mol E ở đây nó cho là gì? 2X, đúng rồi. Sắt từ 0 mà lên sắt dương 3 thì mấy cho đổi? 3. Sau đó thì các em nhân với Y thì ra mol E cho đổi ở đấy. Vậy nó có gì nhỉ? 3Y. Và bằng số mol E mà H2S4 nó nhận. H2S4 nhận từ cộng 6 thành cái gì? Đúng rồi, thành SO2 là cộng 4, vậy 6 thành 4 mới cho đổi. 2 mà có bao nhiêu mol đây? 0,3. Đấy, 0,3. 0,3 nhân 2. Phải trừ đi các em ạ. Chúng ta phải trừ đi phải trừ đi cái tạo muối nữa. Phải trừ đi cái gốc tạo muối nữa. 0,3. Không, 0,3 trừ đi gốc tạo muối. Tạo muối là cái gì? Tạo muối là bao nhiêu? Các em tính với thầy xem là bao nhiêu đây. Tạo muối là trung hòa điện dương các em ạ. Phải trừ đi gì? 2x cộng 3y trên gì? Ở trên 2. Sau đó thì các em nhân với 2. Đấy. Phương trình thứ hai là x cộng y bằng bao nhiêu? X cộng y bằng 12. Bây giờ các em sẽ giải cái hệ này cho thầy. Hai vẫn bằng nhau hả? Để xem nào. Tức là 0,3 bằng đâu? Chuyển vế đồ dấu. Chuyển vế đồ dấu được em ạ. Về suy ra là chuyển vế đồ dấu sau này là ta có 2x cộng với 3y. Chuyển sang bên này thì có phải là rút gọn đi thì 4x đúng không? Cộng với 6y đúng không? Đúng không? 22 rút gọn đi. Xong này đặt dấu trừ và chuyển sang thành dấu cộng không? Vậy có phải là 2x cộng 2x bằng 4x. 3y cộng 3y thì bằng 6y nhân với lại 2 nhân 0,3 còn 0, mấy? 0,6. X cộng y bằng 0,15 à 12, xong giải hệ thế nào? X bằng có cả bấy nhiêu mấy y bằng bao nhiêu? Hai cái bằng nhau không phải bằng 6. Thế sau đó thì các em trả lời em trả lời xem đáp án nào. 0,06 là của FE SO4. Thế còn 0,03 là của cái gì? FE2 muốn tất cả 3 lần. Đấy.
Chuyển mấy đồ dấu. Bạn Hưng bạn anh cứ tưởng đây là dấu cộng. Nếu dấu cộng thì mới rút gọn được. Rồi, vậy từ đó ta mới suy ra mol của Fe SO4 bằng mol Fe2 cộng bằng 0,06. Thế còn mol của Fe2 SO4 tất cả 3 lần bằng mol của Fe3 cộng chia 2 bằng 0,03. Vậy nó là bao nào? Đấy. Nhưng mà cái đoạn này thì thấy là đa số là chưa hiểu này. Cái đoạn này chơi chắc nhiều người chưa hiểu. Đấy, đây là giải bằng phương pháp bảo đoàn E nhá. Thế còn giải bình thường đã. Giải bình thường thì sẽ dễ hiểu hơn rất là nhiều. Sau đó thầy sẽ quay lại cái bảo đoàn E này. Thế bây giờ ai chưa hiểu cái đoạn này giơ tay nào. Đấy. Đấy, đa số đúng không? Tốt lắm. Tốt. Nếu mà các em trả lời các em hiểu thì mới là nói dối. Nào bây giờ thầy sẽ giải lại phương pháp bình thường nhá. Giải bình thường thì lẽ đơn giản rồi. À, các bạn nào xung phong nào, Trang là xung phong nào. Fe cộng H2 SO4 thầy nhà Fe2 SO4 tất cả cộng với SO2 HDO không thì cân bằng là đây là 2, cái này là 3 đúng không, 6, cái này 6 đúng không, sau đó thì ta mới viết Fe2 SO4 tất cả 3 lần đúng rồi cộng Fe Fe SO4 thôi, xong nó cân bằng cái này chắc chắn là có 3 đúng không, 3 SO4 thì thêm 3 vào đây. Đấy, thế là đủ luôn. Thế sau đó thì tính thầy số mol của Fe đây là bao nhiêu? 0,12. Này bao nhiêu? 0,3. Cái này chưa có đúng không? Mà không. Cái này ban đầu này. À, phản ứng này. Còn. Cái nào tỷ số cái nào hết? Cái này hết đúng không? Phải tính cho cái này. Vậy 0,3. Vậy cái này phản ứng là 0,3 nhân 2. Chia 6, 0,1. Thế cái này 0,3 nhân 1 chia 6 0,05. Còn cái này là 0,02. Cái này là 0. Cái này là 0,05. Cái này cộng vào mà. Thế sau đó đây là phản ứng ban đầu. Đấy, phản ứng và gì? Còn ban đầu thằng này chính là ở cái dưới này thôi. 0,05. Cái này là bao nhiêu? 0, đây đúng rồi, 0,02. Cái này là có sẵn rồi, à, chưa có sẵn thế nào cả, đúng không? Không. Thế phản ứng, bây giờ lập tỉ số xem có nào nhỏ hơn. Cái này nhỏ hơn đúng không? Vậy này hết, thì đây là 0,02. Vậy cái này là 0,02, đúng rồi. Cái này là 0,02 nhân 3, chia 1, 0,06. Cái còn 0,03, 0. Cái này 0,006. Đấy, vậy thì ta nhìn vào hai cái này, ta chọn đáp án. Đấy. Làm này chắc chắn là cái dễ hiểu hơn. Và là cách làm thông thường. Thôi rồi, kem cứ ghi chép với thầy cách này. Nếu mà thích cách kia thì ghi, không nếu không thì thôi. Cái này là cách cơ bản em ghi vào thầy đã. Sau đó thì thầy sẽ hỏi là bạn nào chưa hiểu thầy sẽ hướng dẫn lại. Thế còn cái cách mà đoạn E thì thầy không nói nhá. Tí nữa thầy sẽ hướng dẫn kỹ hơn. Thế còn hỏi cách này cơ.
Xong chưa? Thế bây giờ ai chưa hiểu cách làm bình thường này giơ tay thầy xem. Ai chưa hiểu cách làm bình thường này giơ tay. Thế các em hiểu cả rồi à? Thế Hiếu hiểu bài chưa? Thế tốt. Bây giờ thầy có cách làm cũng là cách làm bình thường nhưng mà nó sẽ hay hơn. Đấy, cũng là cách làm bình thường nhưng mà hay hơn. Vẫn là cách làm bình thường thôi nhưng mà sẽ hay hơn một chút. Xem thấy hay hơn như thế nào nhá. Cách làm bình thường nhưng mà cách làm bình thường hai. Đấy. Bình thường hai. Không cùng là ne, vẫn là cách giải phương trình bình thường nhưng mà chúng ta không đấy, không viết phương trình nối đuôi nhau. Đấy. Không dùng phương trình nối đuôi. Thầy đã dạy các em rồi đấy, nếu mà dùng phương trình nối đuôi đấy thì chúng ta hay phải viết sơ đồ và báo dòng là ban đầu này phản ứng là gì nữa và còn đấy chúng ta hay phải dùng phương trình sơ đồ báo dòng thì chúng ta sẽ giải bằng giải phương pháp và phương trình nối đuôi cũng hiệu quả được. Thế còn nhưng mà như thế nó hơi dài. Vậy thì cách làm là như này, không dùng phương trình nối đuôi mà dùng phương trình ghép. Phương trình ghép mà ghép cụ thể như nào, tức là chúng ta chỉ cần chất đầu và chất cuối thôi, chỉ cần chất đầu và chất cuối mà không cần viết cái phương trình trung gian đấy. Đại thầy vừa dạy các em vừa in cái đề thi học kỳ để các em làm để chuẩn bị cho cái bài kiểm tra học kỳ. Cụ thể nha. Các em viết thầy FE này cộng với lại H2 là 4 đặc. Đầu tiên là lên sắt 3 trước. Đúng không? Lên sắt 3 thành FE2 SO4 tất cả 3 lần. Cộng với lại SO2. Nào kiệt nào trật tự nào. Rồi cộng với H2O. Đấy, tập trung vào đây, kiệt với Dương à, kiệt với Hưng. Thế cái cân bằng thì các em hiểu cái cân bằng chưa? Ai chưa hiểu cách cân bằng giơ tay nào. Đấy. Cân bằng nhanh thôi. Cái là không này thì mé cho đổi lên dương 3, mé cho đổi các em. Không lên dương 3, 3 cho đổi nhưng mà nhân với 2 ở dưới vậy thì mấy cho đổi? 6. Từ dương 6 về dương mấy? Dương 4 mé cho đổi. 2. Xong rồi các em rút gọn đi, 6 với 2 rút gọn đi còn mấy? Còn 3 và mấy? 1, vậy thì các em chiếu 3 đây. Chiếu 1 đây. Sau đây các em đếm sắt là 2, đây là 2 này. Đây là 3 cộng 3 là mấy? Là 6. Thế mấy ở đây? 6. Đấy. Thế cách cân bằng ô xéo khử bình thường đã. Thế cái phương trình thứ hai bình thường là các em sẽ viết là FE2 S4 tất cả 3 lần các em cộng với sắt để trở lại sắt gì? Là sắt 2. Nhưng bây giờ các em không làm như thế nữa. Làm thế nữa là gọi là phương trình nối đuôi. Nhưng bây giờ chúng ta không dùng phương trình đuôi mà dùng phương trình ghép. Ghép nghĩa là như thế nào? Chỉ cần chất đầu về chất cuối thôi. Chất đầu là FE. Chất cuối là gì? Chất cuối là gì? FeSO4 cộng với SO2 và cộng với nước. Đấy. Lẽ ra là thành Fe2 SO4 tất cả 3 lần và Fe nó sẽ đẩy Fe2 đúng không? 3 lần xuống thành FeSO4. Thế nhưng mà chúng ta không dùng phương trình nối đuôi đấy mà viết phương trình từ đầu và phương trình cuối. Cũng giống như là cái trường hợp thầy dạy các em cái bài toán khí CO2 trong cái kiềm đúng không? Lẽ ra là thành CO2 cộng với Ca mỗi lần thành CaCO3 kết tủa cộng với nước. Sau đó CO2 nó mới hòa tan cái CaCO3 thành CaH. CO3 tất cả 2 lần đúng không? Nhưng thầy không dùng cái đấy mà thầy dùng thẳng là CO2 cộng CaOH tất cả 2 lần để thành CaHCO3 tất cả 2 lần. Đấy gọi là phương trình ghép từ sản phẩm đầu từ chất đầu đến sản phẩm cuối thôi. Các em cân bằng phản ứng này. Không lên dương 2 mới cho đổi.
2, dương 6 là dương 4 mét trao đổi. 2, vậy thì các em rút gọn đi còn mấy và mấy? 1 và 1, vậy thì không cần thêm, các em cộng vào thôi. Mấy đây? 2 vào đây, vậy thì mấy? 2, sau đó thì các em đặt cho thầy x ở đây. Đây là gì nhỉ? Y, vậy thì mấy đây? 6x vào đây. 2x. Cái này là gì? 2y, vào đây là gì? Vậy các em có một cái hệ, đó là 2x cộng với y thì bằng mon của FE 0,12 và 6x cộng 2y bằng mon của H24 bắt đầu nó cho là bao nhiêu? 0,13. Bây giờ các em giải hệ này xem. Đấy. Các em giải ra x bằng bao nhiêu? X bằng 0,3. Và y bằng bao nhiêu? Thế có đúng đáp án như thầy nói ở trên không? À, đáp án A đúng không? Đấy. Thế các em đã hiểu cách làm bình thường hai này chưa? Hoàng có hiểu không? Ừ, tốt. Tùng có hiểu không? Đây gọi là phương trình ghép. Phương trình ghép nghĩa là gì? Là chúng ta cắt cái trung gian đi, ta chỉ viết cái đầu thành cái cuối thôi. Đấy. Thực chất là nó không có cái phương trình này các em ạ. Hoàn toàn không có phương trình này. Phương trình này thực chất là ghép hai phương trình. Đấy, phương trình tạo ra FE3, sau FE3 xuống FE2, ta ghép lại thành cái phương trình cuối này. Đấy. Sau đó giải hệ sẽ ngắn gọn hơn. Thế những bạn ở nhà làm được thì giơ tay để xem. Những bạn nào làm nhà ra cái quả đúng như này. Rồi. Ba bạn. Thế Dương thì làm theo cách nào? Dùng nối đuôi hả? Rồi, thế Diệp làm theo cách nào? Nối đuôi, thế còn Thu? À, thế có bạn nào làm theo cách thua cái này không? À, cái này thì bây giờ là mới đúng không? Đấy, em làm theo cái này hả? Cái này cái gì? Thế vì em biết vì sao ra số khác không? Thế em làm cách bảo toàn E này ra cách nào? Em bảo làm cách của thầy là cách bảo toàn E hả? Hay là cách nối đuôi? Nối đuôi thì ra cách quả khác hả? À? À, thầy viết nhầm, cái này không tính. À, cái này không tính. Thế có khác này không? À, ok rồi. Thế còn cách bảo toàn E này này. Bây giờ thầy giải thích lại cái chỗ này nhá. Mà các em không hiểu này. Ở đây ấy là 2x cộng với 3y là ra số mon e cho, các em hiểu chưa? Thế nhưng còn cái số mon e nhận đấy, mon e nhận này để bài cho là bao nhiêu mon của 24 đây? Đúng rồi, 0,3. Thì 0,3 này không phải tất cả nó chuyển hết thành SO2 các em ạ. Không phải tất cả cái 0,3 mon này nó chuyển thành SO2 hết, mà nó phải giữ lại một phần trong cái gốc gì nhỉ? Ủa, nó phải trừ để làm gì? Để tạo muối, đúng rồi, để trung hòa điện. Để trung hòa điện với cái thằng này. Vậy thì mình phải bớt đi cái điện mà nó giữ lại đấy bằng cách là kem tính thầy cái mon điện dương đây bao nhiêu đây? 2x này đây là bao nhiêu đây?
3i, vậy thì cái mon điện âm của SL4 cũng phải là 2x cộng. Có 3i, nhưng mà cái nhóm SL4 là có hóa trị 2 mà. Vậy thì cái số mon của SL4 chỉ là 2x cộng 3i trên gì? Trên 2. Vậy các em lấy 0,3 mà các em bớt đi cái 2x cộng 3i trên 2 để tạo muối thì sẽ ra được số mon SO2. Đấy. S ban đầu 0,3 này, 0 2x cộng với 3y trên 2 là cái phần tạo muối này. Lấy ban đầu trừ phần tạo muối thì sẽ ra phần gì nhỉ? Phần SO2. Thì chúng ta phải tính cái mon E trao đổi là thông qua SO2 cơ. Đấy, chứ không phải thông qua cái gì? H2O4. Vì vậy ta phải lấy cái này trừ cái này và nhân với 2. Đấy, các em bạn nào mà đoán E mà lại nhân trực tiếp với cái 0,3 này thì sẽ không ra kết quả, nó sẽ ra âm. Đấy. Thế còn bài này mà nó lại cho số mol SO2 thì nó dễ quá, các em dùng đoạn E thì rất là nhanh thôi, không vướng. Đấy. Thế thì ơi mày em. À chia 2 là vì là cái điện âm, cái mol điện âm là bằng 2x cộng 3y, nhưng mà mol của SO4 là mình phải chia 2 ra, bởi vì là cái hóa điện tích của SO4 là 2 trừ. Bài toán tổng thể bộ phận y hệt toán tổng thể bộ phận thôi. À, mệnh giá với lại số tờ nhân mệnh giá đấy mà. Đấy, bởi vì ta có số mol của SO4 2 trừ bằng A chẳng hạn. Thì ta suy ra mol điện âm. Mol điện âm sẽ bằng là A nhân gì nhỉ? A nhân 2. Mà mol điện âm mình vừa tính được. Mol điện âm mình được là 2x cộng gì? 3y, bởi vì bằng điện dương mà. Vậy em có phải hãy cộng 3y em chia cho 2 ra A không? Ra mon S4 2 trừ không? Em hiểu chưa? Được rồi, thế cái phần này bạn nào mà không hiểu thì thôi bỏ qua cũng được. Đấy, thầy khuyên các em là nên dùng cách bình thường 2 này. Tốt hơn. Còn nối đuôi cũng được em ạ. Nối đuôi cũng rất là tốt nhưng mà nó hơi bị chậm một tí. Bây giờ thầy sẽ phát cho các em cái đề thi học kỳ thử nhá. Thầy ấy đã, thầy kẹp đã. Mà có khi là thầy phát xong là tí nữa kem sẽ tự kẹp nhá. Thầy chưa kịp kẹp. Đây có cái kẹp ghim này, kẹp luôn đi. Nếu mỗi người hai tờ kẹp nó vào. Mỗi người ba trang. Mỗi người ba trang kẹp phần đằng sau. Đấy. Đây còn bạn Vân Anh nhá. Gửi bạn Vân Anh. Đấy, bạn các em truyền tay nhau ghi ghi với thầy nhá. Đây, vừa truyền tay nhau ghi với thầy. À bên này có ghim luôn rồi. Đây, tốt. Thế bài cái bài này còn ai vướng gì nữa không? Còn ai vướng nữa không? Ok nhá. À, về nhà các em sẽ làm thầy cái đề này, buổi sau chúng ta sẽ chấm và chữa. Bây giờ chúng ta cố gắng cái bài tập này các em có thể không có thời gian làm, nhưng mà cái những cái đề mà thầy phát để làm thử chắc chắn là cố gắng làm, bởi vì thầy sẽ tính tiền thưởng nhiều hơn cho những cái đấy. Câu tiếp theo là câu số 11.
cho xmol Fe tan hoàn toàn trong dung dịch chứa imol H24 tỷ lệ là XCI bằng 2:5. Thu được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối sunfat. Số mol lấy trong do lượng sắt trên nhường khi bị hòa tan là xmol Fe tác dụng với imol H2R4 tỷ lệ XCI bằng 2:5, thu được một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối sunfat, tính số mol Dayton do lượng sắt trên nhường mol Fe mà Fe nhường là đấy, các em kẹp xong hết chưa? Mỗi người đủ 3 trang chưa? Ba trang này, nó ghi trang 1, trang 2, trang 3 đúng không? Nào, có ai làm được câu này ở nhà rồi giơ tay nào. Bạn nào làm được ở nhà câu này rồi giơ tay. À, có Thu với Diệp thôi. Tốt lắm. Bài giải. Nào, thế bạn nào xung phong trả lời? Thu mới dẹp qua xung phong không? Có người xung phong không? Thế thì Thu nè, Diệp với nè, ưu tiên nè, trả lời trước. Em không thì em cộng 3, tức là em chọn là 3x hả? Rồi, thế còn Thu? Em đọc kỹ đề nha, nó bảo là chỉ chúng muốn xuất phát, tức là cái gì sẽ phải hết. Không phải không? Cái này phải hết này. Cái này sẽ hết này. Đấy, dung dịch chỉ chứa muối sunfat tức là nó không có axit. Các em hiểu không? Chỉ chứa muối sunfat tức là không có axit, không có axit có nghĩa phải cái gì hết. Tỷ lệ 2:5 có nghĩa là em chọn cái kia là 1 cái này 5 thế thôi. Ừ. Tỷ lệ 1 chia mấy nhỉ? 1 chia 6. 2 chia 6 đúng không? Tỷ lệ 2 chia 6, tức là 1 chia 3. 1 chia 3 là... Đơn giản thôi, có gì đâu. Tỷ lệ x chia y và 2:5 thì em chọn. Em có quyền chọn x bằng gì? Ai? Y bằng gì? Y bằng 5. Có quyền chọn. Thế sau đó em giải bình thường thôi. Cái bước sản phẩm khử nhất chắc chắn là gì thôi? SO2 không phải nghĩ các em ạ. Đấy. H24 đặc mà ra sản phẩm khử thì chỉ là SO2 thôi, ít khi ra được HS lắm. HS ta chỉ với những kim loại siêu mạnh thôi, ví dụ như magie hoặc nhôm thì may ra mới ra HS. Thế còn với sắt thì chỉ có ra SO2 thôi nhá, không phải nghĩ. Vậy thì các em chọn x bằng 2, y bằng 5, sau đó thì các em viết phương trình ra. Phương trình y hệt như lúc trước đây. Đó là Fe cộng với lại 2 thằng này cộng với 6 H24. Hình Fe2S4 tất cả 3 lần cộng với lại 3SO2 cộng với lại 6HO và Fe cộng với lại 2H2S4 là FeS4 cộng với SO2 cộng với 2 nước. Phương trình này vừa viết xong đúng không? Sau đó các đặt đây là x thôi, x được, y được, hoặc đây x y đây được, như nhau hết thôi, chả vấn đề gì cả. Đây là x đi, đây là y này,
À nhưng mà đấy đặt x y rồi, thôi rồi, chả sao cả. Mình đã chọn x y đây là 2 một năm rồi. Thì A B gì nhá, cho nó đỡ bị trùng nhá. Đây A này, B này. Đây sẽ là 2 gì? A đây là gì? B, vậy em sẽ có hệ phương trình là 2A cộng B bằng bằng mấy đây? Bằng 2. Cái này là 6A. Cái này là gì đây? 2B, vậy 6A cộng 2B bằng 5. Vậy em giải thấy x bằng mấy? Y bằng mấy? À, xin lỗi, A bằng mấy, B bằng mấy? 0,5 và 1. Đấy, người ta bảo là chỉ thu được mối xung phát, nghĩa là axit nó không còn. Axit không còn thì các em sẽ nghĩ ngay là ra cả sắt 2 và cả gì nhỉ? Cả sắt 3 và làm y hệt như vậy lúc nãy. Thế còn cân bằng hai phản ứng này bây giờ thì không nói nữa cho nhanh. Sau đó thì các em tính thầy mol sắt 3 là bao nhiêu? A nhân 2 thôi. Là mấy? 0,5 nhân với 2 bằng 1. Thế số mol sắt 2 bằng mấy? Bằng đúng B thôi, tức bằng gì? Bằng 1. Vậy từ đó suy ra mol E mà F cho. Cái này mới cho đổi từ sắt lên sắt 3 mới cho đổi. 3 vậy thì cái đấy 3 nhân mấy nhỉ? 3 nhân 1. Thế từ sắt mà lên sắt 2 thì mấy E cho đổi? 2 nhân mấy? 2 nhân 1 cộng 2 nhân 1. Tức là bằng mấy? 5. Đấy. Bằng 5. Bằng 5. Tức là bằng gì? Bằng y bi ứng với 2 với 5 mà. Đấy, bằng y luôn. Đấy, bằng y. Đúng không? Đấy, không, nó không đơn giản như là các em vừa nghĩ. Đấy, đáp án D. Đây là làm bình thường 2. Làm bình thường 1 là nối đuôi cũng ra các em ạ. Các em chọn x bằng 2y bằng 5 thì làm nối đuôi ra. Hoặc là dùng đoán E cũng vẫn ra. Đây, bài toán E nhá. Thầy làm thử bài toán E. Bài toán E thì các em có là N E trao đổi thì bằng là 5 này. 5 này trừ đi 5 trừ đi 2A, 5 trừ đi 3A cộng 2B cũng vẫn được. Thôi được rồi, nó hơi muộn rồi nên là thầy tạm dừng đã. Cũng vẫn được em ạ, nhưng mà nó hơi phức tạp hơn. Tốt nhất là làm theo cách này. Tổng kết điểm nhá. À, nhưng mà các em đã hiểu cái này chưa? Nếu hiểu rồi thì thôi, còn nếu không thì thầy nói nốt. Thế còn nếu mà 2 trên 5 thì chắc chắn là sắt nó dư ấy. Không thể nào ra 3x được. Thế Thu với Diệp đều là ra 3x cả hả? Rồi. Bây giờ báo thầy nhá, những bạn nào mà đúng. Những bạn nào mà làm đúng thì được cộng thêm. Đúng được cộng thêm này. Thứ hai là những bạn mà được thầy gọi mà trả lời đúng được cộng 1 điểm. Thế còn những bạn nào xung phong được cộng 2 điểm. Đấy, bây giờ tự các em tổng kết lại đi và cho thầy con số. Hưng nào. Những bạn mà làm đúng những câu mà thầy đã chữa thì được cộng thêm mỗi câu 1 điểm. Thầy đã chữa câu số 5 này, số 6 này, số 7 này, số 8 này, số 9 này, số 10 này và 11. Đấy, những câu nào đúng thì cộng thêm 1 điểm. Và những câu nào mà các em được thầy gọi mà các em trả lời được tốt, thầy bảo cộng điểm thì đem cộng 1 điểm. Mà là xung phong trả lời tốt thì được cộng 2 điểm. Đấy, sau đó thì các em cộng lại thầy đưa ra một con số 6 điểm. À, bạn Dương
10 điểm, 10 điểm thêm hả? Rồi. Tùng. Đường không? Lân. 9 rồi. Hiếu. Và Linh. 5. Diệp. 8. Thu. 3. À nhưng mà lúc ấy em ở em làm được bao nhiêu câu nhỉ? 4 lâu câu à? Bao nhiêu? Minh nào? 4 à? Hằng nào? Trang nào? Thành nào? Không à. Thế bây giờ các em cộng điểm vào sổ nhá, vào phiếu nhá. Hưng là cộng 8, Dương là cộng 14, Tùng là cộng 2, Lân là cộng 15, Hiếu là cộng 6, Linh là cộng 7, Diệp là cộng 18, Thu là cộng 48, Minh là cộng 10, Hằng là cộng 21, Trang là cộng 19. Đấy, thế còn những bạn thầy chưa đọc là chưa có. Thế cái đề thầy vừa phát đây các em cố gắng làm nhá. Thế còn hai cái đề hôm trước ấy còn bạn nào à, cái đề số 2 này chưa chữa đúng không? Đấy, thế còn bạn nào chưa làm đề số 2 thì các em làm nốt đi. Rồi, thầy chào em.